Anh em nha anh em, bữa nay thì cũng về thêm một container máy gặt lúa nữa nha. Thì mấy cái máy mới về là máy Thái nguyên si đẹp lắm nha anh em nhìn dần chân này nha. Dần chân nó quá đẹp luôn đó ha. Đây đây. Đó, xích còn đẹp luôn. Nó dần chân thì nó chưa có chóc gì hết nha. Đó, quá đẹp. Máy cái lô này em mới về tới nha. Anh em có muốn xem thì cứ đến xem trực tiếp nha. Máy có sẵn ở công ty ha. Xuống con đầu tiên nha anh chị. Đây. Quá đẹp luôn ha. Máy chát rồi. Đây ha nè. Máy là 1747 luôn nha anh chị. Quá đẹp luôn. Chiếc thứ hai nha anh em, chiếc thứ hai đang xuống nha, quá đẹp luôn. Chiếc thứ ba đây nha anh chị, quá đẹp luôn. Rồi em mới vừa xuống sông luôn nha, để em quay sơ sơ cho anh chị xem nha. Đây là con máy đầu tiên lúc nãy về ha, nó chưa lập hàm luôn, còn rất là ok. Đây là kho máy của em còn nhiều lắm. Đây là chiếc thứ hai nữa. Đây em nghe chỉ cái này trước, dàn chân nó đây nha. Nó xích phân ken, xích trinh nó luôn. Đây là chiếc thứ hai cũng mới về với một cái lô cũ được rồi, mới về cái đang tháng ha. Đó, máy rin 100%, rin ba cục hết nha anh em. Đây cũng máy xuống về mới đầu đây rửa nha anh em. Đó, anh em cứ đến xem thoải mái nha, máy rất là đẹp luôn ha, nguyên si cho anh em lựa luôn. Đó. Rồi xin chào anh em nha, đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53 Long Hồ Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây bên em dễ nhận diện nha.